Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Bỏ làm liên tục vẫn được sếp chuyển 170 triệu đồng, lý do thật gây xúc động. Nhân viên nghỉ làm liên tục nhưng chủ siêu thị vẫn chuyển cho cô hơn 50.000 tệ, hơn 170 triệu đồng trong một tháng. Nguyên nhân được tiết lộ làm dân mạng xúc động. Theo Shimun News, nữ nhân viên trẻ tuổi này là Quang Qian, đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô tới thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông để tìm cách chữa bệnh cho đứa con 4 tuổi bị u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4. Để trang trải chi phí, Quang xin việc tại một siêu thị địa phương. Tuy nhiên, con của cô cần có người bên cạnh trong quá trình điều trị, nên Quang thường xuyên phải nghỉ làm và quay lại bệnh viện để ở bên bé. Sau khi chủ siêu thị Lee Yuhe biết được điều này, anh chẳng những không trách mắng Quang về việc thường xuyên vắng mặt mà tạo điều kiện cho cô chăm con. Quang có thể làm việc theo thời gian thuận tiện của mình, có thể chỉ làm việc nửa ngày, thậm chí nếu cả ngày cô không đến cũng chẳng sao cả. Biết việc chữa trị cho đứa trẻ cần số tiền lớn nên ông chủ hết lòng giúp đỡ, chuyển thu nhập hàng ngày của mình cho Quang để chữa trị cho đứa trẻ. Trong một tháng, anh đã chuyển gần 50.000 nhân dân tệ, hơn 170 triệu đồng. Không chỉ vậy, ông chủ Ly còn nhờ Quang lấy trái cây và rau quả trong siêu thị để bán ở một quầy hàng gần bệnh viện nhằm tránh cho cô phải thường xuyên qua lại giữa bệnh viện và siêu thị. Khoản tiền cô kiếm được từ việc bán hàng tại bệnh viện cũng được dùng trang trải chi phí điều trị cho đứa trẻ. Khi được giới truyền thông phỏng vấn, chủ siêu thị Ly chỉ nhẹ nhàng nói rằng đây chỉ là chuyện cố gắng một chút mà thôi. Câu chuyện về lòng tốt của ông chủ siêu thị ở Tế Nam khiến cư dân mạng xúc động sâu sắc. Nhiều người cho rằng trong cuộc sống hiện đại, con người dường như lạnh nhạt thờ ơ với nhau hơn. Chuyện thấy người gặp nạn làm ngơ không cứu không hề hiếm thấy. Sự giúp đỡ hết lòng của Ly đối với cô nhân viên mới chưa đóng góp nhiều cho cửa hàng của mình, giúp truyền cảm hứng về lòng nhân ái. Mức hỗ trợ của anh ấy thậm chí sắp vượt quá khả năng tài chính. Số tiền không nhỏ, siêu thị của anh ấy thuộc loại nhỏ, kiếm tiền không hề dễ dàng. Ly làm được điều đó chứng tỏ anh ấy rất tốt bụng, hiểu được khó khăn của người khác, biết làm vui lòng người khác và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Anh ấy đúng là vị thần tốt bụng đối với người mẹ có con bị bệnh kia. Ông chủ siêu thị tốt bụng quá, khiến tôi phải xấu hổ vì sự ích kỷ của mình, cư dân mạng bình luận.